tiên hoàng của Bình Thạnh rồi. Đây là ngã ba Đinh Tiên Hoàng, Vũ Tùng. Ở đây bán bánh mì một ổ đặc biệt 20.000 đồng. Và số lượng người đến đây đứng đợi mua rất là nhiều, đông lắm luôn á. Bữa nay ăn thử bánh mì nha. Ở đấy anh thêm một ổ đi nha. À, hồi nãy anh nói cái ổ nè. Đồng quá. Ổ 20 lớp viên cho nó hả? Ổ nó gói qua đây cho anh. Không đâu. Ổ 8.000 rồi. Ổ nhiều ổ nè. Ổ 25.000. 20 lớp viên giữa. 3 tươi nướng xong rau dưa. Đây 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 đây, đưa đây anh ơi. Rồi rồi. Rồi rồi. Không rau dưa. Rồi không rau dưa gì hết, chỉ chả với pate thôi. Rồi. Rồi đông dữ à. Đưa 40.000 rồi ha. Cái chợ đường Vũ Tùng, chợ Bà Chiểu. Ở đây là chợ Bà Chiểu. Bà Chiểu đúng rồi, chợ Bà Chiểu. Bây giờ đi mua xôi. Bữa quay cái chợ Bà Chiểu này rồi. À, buổi tối chợ Bà Chiểu cũng hay ghê. Không. Chợ này đâu có nghỉ đâu. À. Một nhóm khác dọn vô, một nhóm khác dọn ra mà. Bữa anh đi quay là ngày mùng 2 Tết. Mùng 2 Tết đi chợ Bà Chiểu. Ở đây một nhóm dọn vô là một nhóm dọn ra. À. Xôi Bà Chiểu. Cái gì vậy? Xôi Bà Chiểu. Một hộp có mỡ hành, một hộp không có mỡ hành. Dạ. Bao nhiêu tiền như vậy? 44 hả? 56. Hả? Vậy gì vậy? 56. À biết 56.000. 56.000 hả? Dạ. Ờ cái này nè. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? 1 giờ tới 12 giờ. À 4 chiều 12 tối. Dạ. Hơn thì 10 giờ hết. Dạ. Ê, nữa 1 giờ. Dạ. Ê, nữa 2 giờ. Không chờ, không chờ, không chờ, không chờ. Tới 2 giờ quá. 2 giờ hả? Sao vậy? Ê. Giờ này bắn hả? Trời lấy mình giờ sướng không? Wow. Giờ sướng làm gì? Hồi nãy cái phần 28.000 đó là có gì chị? Có gà xá xíu. Gà xá xíu. À, ở đây là gà xá xíu. Dạ. Con xôi. Chào Bà Chiểu. Cái vụ xôi Bà Chiểu là anh định đi ăn lâu lắm rồi mà anh chưa đi ăn hết chứ. Bữa nay rảnh đúng thiệt. Nãy anh mua gì vậy? Xá xíu hay là gà? Mua đặc biệt á, 28.000 á. Không biết nó bán cái gì cũng trống nữa, vừa xá xíu vừa gà luôn. Dạ. Anh đi chỗ đó không ta? Buổi tối cũng giống như dạng đi chơi nhẹ nhàng thôi chứ không có đặt nặng những điều review, không review. Là mình ăn thấy ngon thì nó ngon vậy thôi. Giống đời sống vậy đi. Đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh. Bởi anh nói là những cái người mà đi đây ăn theo phong trào á thì nó sẽ qua đi à. À bây giờ ra tới hàng xanh anh muốn ăn cháo hàng xanh luôn không? Hả?
Thôi thôi thôi, đủ hai mối được rồi. Muốn được cái đá hàng lanh luôn nè, có luôn hả? Rồi, để dịp khác. Hai hộp xôi với hai ổ bánh mì nó lát giải quyết thấy bà rồi đó. Và đây là ổ bánh mì Âm Phủ. Nãy là góc đường Vũ Tùng và Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, gần chợ Bà Chiểu ha. Bán từ mấy giờ ta? Bán từ tới rạng sáng, cỡ chừng 8 giờ mới bán. Bán tới sáng là khoảng 1-2 giờ sáng. Đúng rồi. Các bạn thấy ở đây nè, ở đây là chúng ta thấy ớt, dưa leo, rồi hành, lộn ngò chứ. Một cái trứng này, nhìn là nửa cái trứng người ta. Đúng là một trứng. Chả lụa, với lại cái nãy có nem nướng nữa, nãy mình không quay. Rồi, dặn thử thôi. Có dầu quay không? Nãy cái này không có dầu quay không? Có, mình không có. À vậy hả? Ở đây có ba tê nữa. Rồi để quay cận cảnh. Đó. Rồi các bạn, mình đã ăn 1/3 ổ bánh mì. Bây giờ nhận xét cụ thể từng cái ha. Cái phần chả lụa đối với mình rất là bình thường. Nói chung chả lụa này ăn được. Có chút xíu vào đó, cảm giác nó có chút xíu hơi bột. À, cái phần trứng ở đây là trứng được nửa trứng hấp hả? À, ok. Nói chung cái phần trứng ăn cũng ổn. Cái phần thịt họ làm nói chung là thấy tươi. Đó, xe nó qua đã. Chiếc xe nó hơi ồn mới đi qua ha. Phần thịt tươi nói chung là làm khá là thơm. Phần đồ chua ăn giòn giòn, chua chua ngọt ngọt. Ba tê mình thấy cũng bình thường. Tổng thể á, khi mình cắn cái ổ bánh mì này vô á, mình ăn cũng thấy là khá là ngon. Không xuất sắc nhưng mà nó là cái giá 20.000 đồng thì rất đáng để thử. Không xuất sắc nha nhưng mà đáng để thử thôi. Ớt cay bán rất là đông. Ở đó bán được bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng lâu rồi. Hơi lâu rồi, có tiếng rồi đó giờ. À, gọi là bánh mì Âm Phủ là bởi vì họ thường bán tới 1-2 giờ sáng. Ăn đêm. Nó giống như bánh mì Âm Phủ Cần Thơ á. Con lần mình ăn. Rồi, cơ bản là vậy ha. Thực ra chả lụa anh thấy không ngon lắm. Chả lụa nó sẽ hơi có bị bột chút xíu. Chứ không hẳn là 100% nhưng phần thịt làm ngon. Đồ chua bình thường, chua, ngọt, giòn, sực sực. Phần trứng được, không có bị dầu, pate bình thường. Ừ, bánh mì được, giá 20.000 ổn. Tối tối thì đổi bụng ăn này được. Sau 10 giờ em ngàn đông nữa. Ừ vậy hả? Mình ở chuyên gia đi ăn đêm mà giờ phải đi theo nó thôi. Ừ. Và đây là đường Võ Văn Tần, quận 3. Mình ngồi đây quay video là bởi vì bánh mì phải mua đi đó. Ánh sáng hơi yếu chút xíu bạn nha, thông cảm. Bánh mì Âm Phủ. Và đây là gói xôi Bà Chiểu ha, 28.000 đồng. Ở đây mình thấy có gà nè, xá xíu nè, trái ớt nè. Rồi để mình tách nó ra mấy bạn xem. Ở đây được có một hay chỗ là họ sử dụng cái lá chuối để bỏ xôi, tránh được cái tiếp xúc với cái mặt nhựa của cái hộp á. À, nãy cái ổ bánh mì nãy mình ăn á, nó sẽ hơi bị khô nha các bạn. À, cũng có thể là mình di chuyển từ Bà Chiểu về tới Võ Văn Tần quận 3 đi hơi lâu, cảm giác hơi bị khô đó. Đây phần xá xíu. Rồi kế bên là phần gà. Em nói phần nước sốt ngon hả? Sốt ngon với lại cái ruốc cũng ngon nữa. Ruốc ngon hả? Ủa có ruốc không ta? Có. Không thấy chà bông đâu. À ruốc. Anh lộ, anh tưởng chà bông lộ. Thấy cái con tôm nhỏ đó. Rồi bây giờ ăn thôi. Ở đây được hai trái ớt. Cáo là nên xin nước sốt nhiều. Vậy hả? Rồi ăn thử biết liền à.
mình đã ăn cái phần xôi xá xíu ruốc và phần gà ha. Thì nhìn chung ở đây cái phần xôi cũng tách ra từng hạt, nói chung nó dẻo các bạn, xôi dẻo, cái phần ruốc thơm, xá xíu mình đánh giá khá là ngon ở độ là độ thơm của nó, chút xíu giờ nó béo béo ngọt ngọt, nói chung cái mùi xá xíu khá là thơm. Mình thấy điểm xá xíu khoảng độ điểm 7 á. Riêng cái phần gà mình đánh giá không cao nha, là bởi vì nó hơi khô, gà hơi khô. Bán trong chợ thì chịu thôi, nói chung là kế bên cạnh cái chợ nó, nói chung cũng được. 28.000 đồng này, cái gói xôi này mình thấy là ok, do cái miếng gà ổn. Ổn ổn bánh mì hả, cũng được. Mình không đánh giá nó xuất sắc ở trong phung khoảng độ điểm, khoảng độ từ điểm 6 tới điểm 7 nha. Riêng mình thấy là mình thích cái phần xá xíu này, và cho tới tận giờ là mình vẫn chưa tìm được cái loại xá xíu ngon ngày xưa mình đã từng ăn ở xóm Đức 11, chưa tìm ra được. Rồi, Võ Văn Tần ở đây, 2 ly sinh tố. Mỗi này là bơ và sâu chế, này nhiêu ta? 30k 30k, 30 ngàn đồng một ly. Rồi, tối hôm nay vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Còn gì để nói nữa không ta? Ngày mai 400 phần hủ tiếu chay. Gì vậy? Ngày mai hả? Ôi, ngày mai chuyện ngày mai rồi. Ngày mai là 400 phần hủ tiếu chay mà. Cái sao rất hợp với ăn lễ tôi. Nó không xuất sắc nhưng nó hợp với xôi. Hợp, nói chung nó hợp. Xuất sắc thì không phải là xuất sắc. Đối với mình là đây mình ăn nhiều quá là mình đánh giá được cái khẩu vị. Rồi, cảm ơn Minh. Chuyện gia đi ăn đêm. Bầu trời xám xịt, hồi chiều này mới mưa.